Xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn ngắm nhìn cũng như thưởng thức âm thanh của cặp loa Infinity có model SM115. Đây là dòng loa Mỹ có kiểu dáng đẹp, chất âm hay và nghe đa dạng các loại nhạc cũng như dùng đa năng trong gia đình. Loa có thể vừa nghe nhạc và vừa kết hợp hát karaoke rất hay. SM115 các bác nhá. Loa bass 25, một loa chung, một loa tép. Cặp loa này có kích thước rất là đẹp, chiều sâu, chiều rộng 36cm và cao 70. Vâng, các bác ngắm nhìn khi chiếc loa đệ căng vào này, kiểu dáng thon gọn và rất bay bổng. Cặp loa này mà bày trong nhà thì rất là đẹp. Và đặc biệt, loa rất dễ ghép âm ly. Nếu như quý vị và các bạn đang có những chiếc âm ly Jaguar, âm ly hoặc là âm ly nghe nhạc thì các bác cứ ghép vào cặp loa này là rất là hay. Nó không quá kén chọn âm ly như những dòng loa khác. Cặp loa SM115 của hãng Infinity này hiện đang được bán tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh với giá rất bình dân, chỉ có 9 triệu đồng các bác nhé. Và khó có một cặp loa nào mà mức giá dưới 10 triệu mà đẹp và chất lượng như cặp loa Infinity SM115 này. Nếu như các bác quan tâm thì xin mời liên hệ số điện thoại 0984285477 hoặc có thể đến xem hàng trực tiếp tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Và ngoài mẫu loa này thì Hùng Huyền Đông Anh còn rất nhiều những mẫu loa nghe nhạc cũng như loa hát karaoke, mức giá từ bình dân đến cao cấp. Các bác có thể đến đây để trực tiếp ngắm nhìn cũng như nghe thử những sản phẩm đang có tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh.